Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Minh Liêm và Trương Việt Cường, còn gọi là Sệ Lát, cùng ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, Liêm trước đây cũng lái xe đầu kéo. Do quen biết anh Chu Văn Phong cũng là lái xe đầu kéo, nên đã cùng nhau tìm cách bán bớt số thép anh Phong chở trên xe từ Hải Dương về Hà Nội ngày 14 tháng 2. Liêm có nhờ anh Phong cho Cường đi nhờ. Khi anh Phong dừng xe để cho Cường xuống, thì đã bị hai đối tượng trên khống chế, giết và để xác nạn nhân tại chỗ nghỉ trong cabin. Sau đó Liêm lái xe đi bán toàn bộ hơn 34 tấn thép cho một doanh nghiệp ở Hà Nội được gần 30 triệu đồng, rồi bỏ xe lại trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Minh Liêm và Trương Việt Cường đã bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi giết người.